Ôi, bây giờ mình phải làm thế nào? Chưa nghĩ ra cả. Đi cũng khó mà không đi cũng không được. Thôi, con trẻ con cũng không cần phải biết đâu. Cái việc đấy mẹ sẽ tự lo được. Mẹ cứ nói đi nhớ nhỉ. Thực ra là không có chuyện gì quan trọng đâu. Việc là cuối tuần này lớp mẹ tổ chức họp lớp. Mà các bạn của mẹ ngày xưa bây giờ họ thành đạt lắm con ạ. Toàn là ông to bà lớn thôi. Mà tổ chức ở mãi khách sạn 5 sao ở trên tỉnh ấy. Mà mẹ như thế này mẹ đi cũng khó mà không đi cũng khó con ạ. Nên là mẹ chưa biết thế nào mà. Mà thôi, con vào nhà cất đồ đi, rồi ăn cơm. Vâng ạ. Ờ, rồi tí con đi vâng. Bán hàng. Mẹ ơi, con đi bán hàng nha. Ừ, rồi chiều đi chứ. Vâng, con đi luôn bây giờ đây. Ờ, ăn đi nhá, rồi đi nhá. Vâng ạ. Ai, khổ thân con bé đi học về đấy, chiều lại phải giúp mẹ đi bán hàng. Chú ơi, chú, vào đây mua hàng cho cháu. Cô ơi, cô lấy mua hàng cho cháu. Từ sáng đến giờ chưa ai mua đồ cho cả. À, và đúng rồi, mẹ mình từ trước đến nay có mỗi hai bộ quần áo mặc đi mặc lại. Hôm nay mình sẽ cố gắng bán hết đây. Chỗ đồ ăn này à, để mua cho mẹ một bộ quần áo. Bây giờ mình phải lên huyện để bán hết chỗ đồ ăn này. Yahoo! Và sao giờ này nó đi chưa về thì muộn lắm rồi. Trời ơi, không có chuyện gì xảy ra không nữa. Mẹ ơi, con về đây này. Ủa ơi con, sao hôm nay con đi về muộn thế này? Dạ, hôm nay con đã bán hết đồ ăn rồi đó. Ôi, con giỏi thế, con bán được máy đâu vậy? Dạ. Con đi lên tỉnh. Trời ơi, con đi con phải để ý chứ. Xe cộ rất là nguy hiểm đấy. Mẹ à, con góp tiền vào con mua cho mẹ một bộ quần áo này. Ôi, con mua cho mẹ à? Vâng ạ, con tặng mẹ đấy. Ôi, mẹ cảm ơn con nhé. Vâng ạ. Cái này là mẹ có quần áo mới để đi học lớp rồi đấy. Đây nào. Mẹ cũng đang sửa lại con búp bê cho con đây này con này. Đấy, xinh không? Xinh. Mẹ cảm ơn con gái của mẹ nhé, con gái của mẹ nhỏ vậy mà đã hiểu rồi. Mẹ cảm ơn con. Này, thôi bây giờ con vào nhà tắm rửa đi nhá. Rồi ra mẹ dọn cơm sẵn rồi, rồi chờ hai mẹ con mình cùng ăn cơm. Vâng mẹ khô lúc cái này rồi là xong rồi nha. À, đi đi con. Rồi, xong rồi, vậy là có một con búp bê nhỏ xinh xắn cho bạn đi chơi rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.